Kiếp nạn thứ 82 của chuyến tàu bất ổn và cái kết sắp mạ. Trong clip là một nhóm thanh niên ngồi trên tàu, đang hòa mình cùng những con sóng biển nhấp nhô liên tục. Đây là một trò cảm giác mạnh hầu như ai đi biển cũng đều muốn trải nghiệm. Khi tàu vừa bắt đầu di chuyển, mọi người rất hào hứng và thích thú. Mặt ai cũng đều cười hớn hở và la hét cực sung khi chiếc thuyền nhỏ nhưng có vỏ vượt sóng lớn đầy trơn tru. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì có biến. Và rồi nụ cười đã tắt trên môi, cameraman cũng không còn bất tử nữa. Con sóng này cao hơn bình thường nên anh lái thuyền với chục năm kinh nghiệm cũng phải chào thua. Đời anh lái tàu lướt sao cho đã xíu thôi, mà ai dè anh hơi quá tay nên mới thành ra nông nổi này. Đúng là vui thôi, đừng vui quá. Đi biển mà chưa ướt người thì phải tắm một trận như này mới xứng đáng đúng không nào? Đáng buồn nhất chắc sẽ là anh lái tàu, chuẩn bị tới công chuyện với mấy anh chị trên tàu rồi đây. Sau khi xem xong video, cộng đồng mạng đã được một trận cười thả ga với pha lái tàu đi vào lòng biển và để lại bình luận như sau. Khúc đầu đang hú hí khoái chí, khúc sau toàn nghe oh my god. Hay chết cười với bạn. Bạn đã từng gặp phải tình huống dở khóc dở cười như này bao giờ chưa? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết với nhé.